Trên đàn bầu thì có 6 điểm chính ứng với 6 nốt nhạc, đó là các nốt sau. Ta còn gọi những nốt này là đồ 1, son 1, đồ 2, mi 2, son 2 và đồ 3, từ những cái điểm không nhấn này thì ta dùng cần nhấn sang trái hoặc sang phải gọi là nhấn lên nhấn xuống để tìm những cái nút khác. 6 điểm này còn được gọi là các bậc hay là các thế tay 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cách tính thì từ điểm thứ nhất tính về phía bên trái về phía cần đàn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm các thế tay. Chia đôi dây đàn từ điểm mắc dây vào cần đàn cho đến điểm chạm trên ngựa đàn. Điểm giữa của dây đàn chính là điểm chạm tay để tìm nốt đô 1, hoặc còn gọi là bậc 1. Sau khi tìm được điểm giữa này thì ta sẽ chạm cạnh bàn tay phải xuống dây đàn đúng vào cái điểm giữa đó và cùng một lúc gẩy xuống dây đàn để tìm cái nốt đô đầu tiên trong 6 nốt dây buông. chiếu theo điểm chạm của que đàn xuống mặt đàn và ta đánh dấu điểm đó. Như vậy ta đã có nốt đô 1. Tiếp theo cũng bằng cách tương tự, ta chia 1 phần 3 dây đàn tính từ điểm chạm của dây đàn lên ngựa đàn đến đầu mắc vào cần đàn. Về phía bên trái, ta sẽ có điểm chạm của nốt son. Bằng cách tương tự thì ta sẽ có điểm nốt son. bậc 2. Chia 1/4 dây đàn thì ta sẽ có nốt đô. 1/5 dây đàn thì ta sẽ có nốt mi. Chia 1/6 dây đàn thì ta sẽ có nốt son. 1 phần 8 dây đàn sẽ có nốt đô. Như vậy tôi vừa giới thiệu với các bạn cách tìm 6 điểm dây buông ở trên đàn bầu. Các bạn chú ý, điểm chạm để xác định các nốt trên đàn bầu thì luôn cố định theo nguyên tắc chia dây như trên. Do kích cỡ của bàn tay khác nhau nên khoảng cách từ đầu mũi que đàn đến điểm chặn của bàn tay cũng khác nhau dẫn đến việc điểm gậy trên đàn cũng khác nhau bởi thế trước khi đánh đàn chúng ta đều phải tự tìm các vị trí các nốt trên đàn trong khi tìm vị trí các nốt dây buông trên đàn thì ta luôn phải chú ý là cầm chắc que gầy và giữ chắc tư thế cầm que gầy cũng như không thay đổi điểm chặn trên cạnh của bàn tay phải cũng như khoảng cách từ điểm chặn đến đầu mũi của que đàn bởi nếu ta thay đổi thì điểm trên đàn cũng sẽ thay đổi và nốt trên đàn cũng không đúng nhiều khi có thể đổi thành những cái âm khác. Như vậy, tôi đã vừa giới thiệu xong với các bạn cách tìm 6 thế tay cơ bản trên đàn bầu. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn gầy những nốt dây buông, tức là những nốt không nhấn cần từ 6 vị trí cơ bản trên. Trong lúc luyện các nốt này thì các bạn sẽ nhớ luôn tên và vị trí các nốt để sau này dễ dàng hơn trong việc thực hành những kỹ thuật tiếp theo. Trong lúc di chuyển sang vị trí của các nốt khác trên dây đàn, ta không nên chặn điểm chặn xuống trước cũng như chặn quay đàn xuống dây đàn trước, như vậy sẽ làm tắt mất âm thanh của nốt vừa gảy. Ví dụ như thế này. Yêu cầu ban đầu khi mới tập gảy dây buông, các âm thanh đều phải liền mạch và không được ngắt quãng. Ví dụ. Chính vì vậy, khi di chuyển giữa các nốt, chúng ta phải nhấc điểm chặn và quay đàn lên cùng một lúc, cũng như cùng một lúc chặn xuống dây đàn khi gảy. Sau khi đã tìm và gầy rõ các nốt ở trên đàn thì tay trái bắt đầu đặt tay lên cần đàn theo đúng vị trí để chuẩn bị nhấn. Các bạn lưu ý là tay trái không được chuyển động và không được ấn vào cần vì như thế sẽ làm phô dây buông. Trong lúc tay trái ở trên cần thì tay phải tập gầy các nốt và di chuyển ở các vị trí khác nhau, đảo vị trí của các nốt để luyện tập cách nhớ và xác định vị trí các nốt trên đàn.